hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Thúy Quyên xin chào mừng quý vị đang đến với chương trình Khỏe đẹp cùng chuyên gia. Chương trình được thực hiện bởi Big Vision Media phối hợp cùng với truyền hình báo Tuổi Trẻ với sự đồng hành của công ty trách nhiệm hữu hạn mỹ phẩm Đông Anh. Thưa quý vị, chắc hẳn là quý vị đã nghe qua một loại protein quan trọng của cơ thể, đó là collagen. Chúng ta biết đến collagen nhiều nhất nhờ tác dụng đối với vẻ đẹp của làn da. Các phương pháp trẻ hóa da hiện nay chủ yếu dựa trên nguyên lý tái tạo và tăng sinh loại protein này. Đồng thời thì nhiều loại mỹ phẩm, dược phẩm cũng đưa thành phần collagen vào với mong muốn bù đắp lượng thiếu hụt vào trong da theo tuổi tác. Vậy thì cụ thể collagen có chức năng gì đối với làn da và thực sự chúng ta có thể tái tạo hoặc là bổ sung collagen hay không? Thì mời quý vị chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua chủ đề ngày hôm nay, collagen hiểu và bổ sung đúng cách. Và với chủ đề này thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ vị khách mời đầu tiên, đó chính là bác sĩ chuyên khoa da liễu Nguyễn Thị Bích Liên. Xin chào bác sĩ, cảm ơn bác sĩ đã đến với chương trình ngày hôm nay. Xin chào Thúy Quyên và xin kính chào quý vị khán giả. Và vị khách mời thứ hai mà Thúy Quyên muốn giới thiệu đến quý vị khán giả, đó chính là chị Nguyễn Huỳnh Như, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn mỹ phẩm Đông Anh. Xin chào chị Huỳnh Như. Xin chào Thúy Quyên, xin chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Khỏe đẹp cùng chuyên gia. Câu hỏi đầu tiên dành cho bác sĩ. Bác sĩ ơi, trước giờ thì Thúy Quyên cũng như là quý vị khán giả đã từng được nghe về cụm từ collagen và biết là da của chúng ta thì cần phải có collagen để có thể khỏe đẹp và mịn màng hơn. Vậy thì thực chất collagen là gì và tác dụng của collagen đối với cơ thể, đặc biệt là đối với làn da như thế nào ạ? Collagen thật sự nó là một cái protein. Và cái protein này nó chiếm nhiều nhất trong cơ thể. Nó có thể chiếm khoảng 30% tổng số lượng protein trong cơ thể. Và collagen nó hiện diện ở da chúng ta nè, ở xương nè, ở cơ nè, ở gân cơ nè. Và đối với da đó thì collagen nó có tác dụng như nó làm một cái khung mà một chất keo dính cơ thể lại với nhau. Và nó có tác dụng làm căng nè, làm tăng sức bền và là tái tạo cho da chúng ta. Và collagen á, thật sự nó là một cái gia đình mà có rất là nhiều loại. Thường thì có khoảng tới 18 loại collagen. Và ở da đó thì người ta phát hiện nó có tới 11 loại. Chủ yếu là collagen nhóm 1 và collagen nhóm 3. Collagen nó có hai nguồn. Collagen nội sinh là do tự cơ thể chúng ta tiết ra. Và cái nguồn thứ hai là collagen ngoại sinh, tức là từ đưa từ bên ngoài vào với mục đích y tế hoặc là làm đẹp. Collagen nó có rất là nhiều tác dụng đối với cơ thể. Đối với da thì nó có tác dụng là làm đầy da nè, làm tái tạo da nè, kích thích làm lành vết thương nè, nó tái tạo mô nè, nó có thể làm lành mạch máu nè, rồi nó có thể hỗ trợ trong điều trị bệnh lý cơ xương khớp. Thưa bác sĩ, nếu mà collagen quan trọng tới như vậy thì làm thế nào mà chúng ta biết được khi nào cơ thể của chúng ta đang thiếu hụt collagen? Khi các bạn thấy da mình trở nên mỏng nè, nhăn thì lúc đó chứng tỏ là cơ thể chúng ta đã thiếu collagen. Nhưng mà điều đó sẽ xảy ra chắc chắn khi chúng ta già, đúng không các bạn? Khi chúng ta già thì da nó có thể bị nhăn, bị mỏng đi. Tuy nhiên cũng có một số các yếu tố nó cũng có thể góp phần thúc đẩy làm cho cái quá trình tan hủy collagen trong cơ thể chúng ta nó nhanh hơn. Những yếu tố đó có thể như chúng ta ăn quá nhiều đường nè, thì đường nó có thể kết hợp với protein nó làm hư hỏng collagen nè. Chúng ta tiếp xúc với ánh sáng mặt trời nhiều nè, chúng ta hút thuốc lá nè, hoặc là một số những cái bệnh rối loạn miễn dịch đó, thì những cái bệnh lý này nó có thể làm cho cơ thể chúng ta sản sinh ra một cái men, ta gọi nó là collagena, và cái men này nó sẽ phá hủy cái collagen và làm cho cơ thể chúng ta thiếu hụt collagen. Dạ, cảm ơn bác sĩ ạ. Thưa quý vị, sản phẩm của công ty Đông Anh được sản xuất từ những thành phần tự nhiên như mật ong, tinh chất nghệ, bột ngọc trai và hơn hết đó chính là tinh chất collagen tươi. Với 6 dòng sản phẩm nổi bật, sữa rửa mặt nghệ và mật ong, Whitening Face Cream, Whitening Body Cream, Serum Collagen X3, Kích Trắng Collagen X3, Tắm Trắng Kiwi Thế Hệ X3. Collagen X3 tự tin là dòng sản phẩm chăm sóc da hiệu quả dành cho mọi loại da mà không gây kích ứng, mang lại cho bạn một màu da sáng đẹp đều màu và căng mịn hơn bao giờ hết. Một lưu ý nhỏ dành cho các chị em khi sử dụng dòng sản phẩm Body Collagen X3 đó là hiện nay trên thị trường đang có rất nhiều các sản phẩm hàng giả, hàng nhái sản phẩm của công ty. Chính vì vậy mà công ty đã đưa ra chính sách đảm bảo an toàn cho sản phẩm. Ngoài việc sử dụng tem chống hàng giả thông thường thì trên nắp hộp còn có khắc dấu niêm yết của công ty và đặc biệt hơn nữa đó chính là tem điện tử nhận dạng sản phẩm chỉ bằng một tin nhắn và có hướng dẫn check mã ngay bên trong hộp. Với chính sách này thì các chị em sẽ tránh mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Và chính vì vậy mà Collagen X3 đã khẳng định được vị thế ở trong lòng khách hàng.
Collagen X3, đỉnh cao của sắc đẹp. Một câu hỏi em muốn hỏi chị Huỳnh Như là chị Huỳnh Như với cái kinh nghiệm mà làm việc trong lĩnh vực làm đẹp thì em thấy da chị Huỳnh Như cũng rất là đẹp, vậy thì chị Như có thể chia sẻ cho quý vị khán giả được biết là cái bí quyết chăm sóc làn da của mình như thế nào ạ? Cái bí quyết để mà chăm sóc cái làn da của mình thì một cái thói quen rất là tuân thủ, tức là mỗi ngày thì Như sẽ uống hơn 2 lít nước mỗi ngày và thường xuyên bổ sung những cái rau xanh và trái cây để giúp cho làn da lúc nào cũng được cung cấp những cái vitamin C tốt nhất. Và thêm một cái nữa đó là như bác sĩ cũng đã chia sẻ thì collagen là một cái lớp đệm để cung cấp cho làn da của chúng ta có sức sống và tươi trẻ hơn, cho nên là mỗi ngày thì Như cũng cung cấp cái collagen đó vào trong cơ thể của mình và cũng như là cung cấp trên cái bề mặt da của mình để giúp cho cái làn da của mình luôn tươi tắn và mịn màng. Đó là cái bí quyết của Như. Chị Huỳnh Như ơi, chị có thể chia sẻ thêm về các cái sản phẩm mỹ phẩm mà chị đang sử dụng cho quý vị khán giả biết không ạ? Cho Như xin phép được chia sẻ về những sản phẩm mà mình hiện tại đang được sử dụng. Thì Như lúc đầu cũng đã có giới thiệu với lại bác sĩ cũng như là với Thúy Quyên, thì Như hiện tại là giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn mỹ phẩm Đông Anh. Thì chắc chắn rằng những sản phẩm mà Như đang sử dụng thì đều là những sản phẩm từ công ty mình sản xuất. Thì công ty của Như hiện tại đang sản xuất 6 dòng sản phẩm, đó là Body Collagen X3, Kích Trắng Collagen X3, Tắm Trắng Kiwi, Face Collagen X3, Sữa Rửa Mặt Collagen X3, Tinh Chất Nghệ Mật Ong và Serum Collagen X3. Thì những sản phẩm của mỹ phẩm Đông Anh hầu như 80% nguyên liệu đều xuất xứ từ collagen và những sản phẩm bổ trợ thì hoàn toàn xuất xứ từ thiên nhiên như là nghệ và mật ong và một số thảo dược. Qua quá trình hình thành và phát triển thì mỗi sản phẩm của mỹ phẩm Đông Anh đều có quá trình nghiên cứu và thử nghiệm trong vòng 6 tháng mới có thể là sản xuất và đưa đến quý vị khách hàng để đảm bảo cái sự chất lượng tốt nhất. Cho nên là ngoài cái việc là Như cảm nhận một cái sự rõ rệt về thay đổi khi mà sử dụng những sản phẩm của mình thì có rất là nhiều chị em phụ nữ trên toàn quốc đã và đang đồng hành cùng với mỹ phẩm Đông Anh trong vòng 4 năm qua. Họ cảm thấy rất là tuyệt vời khi không chỉ có được một làn da vừa trắng sáng, mịn màng và tự tin mà họ còn ngày càng cảm thấy da mình khỏe hơn, đẹp hơn rất là nhiều. Đó là cái điều mà một cái bí quyết mà Như muốn chia sẻ với quý vị khán giả, cũng như là một cái bí quyết mà bản thân mình luôn dưỡng da để có thể có một làn da tự tin nhất. Thì đây là những cái sản phẩm mà Như lúc nào cũng tin dùng và lúc nào cũng đem theo bên mình để dưỡng da và có một làn da tự tin nhất. Dạ, cảm ơn chị Huỳnh Như. Thưa bác sĩ, Thúy Quyên thắc mắc là ở độ tuổi nào thì da của chúng ta bắt đầu giảm đi cái sự hình thành, cái sự tổng hợp collagen, và bổ sung collagen thì nó cần thiết ở giai đoạn nào? Có phải là đợi đến lúc đó thì mình mới bổ sung hay là mình phải bổ sung từ cái độ tuổi nào thưa bác sĩ? Thì cái nhóm collagen nội sinh đó là do cơ thể chúng ta tiết ra, thì cái nhiệm vụ đó là do những cái tế bào ở mô liên kết. Thì khi chúng ta theo thời gian thì những cái tế bào này nó sẽ giảm hoạt động, thì đương nhiên là sẽ làm giảm cái lượng collagen do cơ thể sản xuất ra. Thì lúc đó mấy bạn sẽ thấy rằng da mình nó sẽ có nếp nhăn nè, nó lão hóa, nó chảy xệ, rồi khớp thì nó sẽ bị cứng nè, cái mô liên cái dây chằng thì nó sẽ không còn đàn hồi như hồi xưa nữa. Và đó là những cái dấu hiệu mà cho chúng ta thấy rằng cơ thể chúng ta đã giảm cái collagen. Bình thường đó thì ở lứa tuổi 20 đó thì người ta nhận thấy rằng có khoảng 1% cái lượng collagen mất đi. Và đặc biệt là ở phụ nữ, và nhất là ở những phụ nữ mà ở lứa tuổi mãn kinh á, thì cái việc mà sản xuất collagen thì nó rất là giảm. Và người ta cũng thống kê thấy rằng nếu mà phụ nữ ở tuổi mãn kinh á, thì cứ sau 5 năm, sau cái lần mãn kinh, sau 5 năm đầu tiên sau mãn kinh đó, thì sẽ có tới 30% cái lượng collagen nó mất đi. Dạ, vậy thì khi mà bị mất đi collagen như vậy thì chúng ta có những cái phương pháp nào hiện nay có thể bổ sung collagen? Thì đối với những cái năm thập kỷ 80 đó các bạn, thì khi mà mình thiếu collagen thì mình có thể đưa collagen từ ngoài vào. Thì đó, thì lúc đó thì người ta đã phát minh ra những cái collagen mà có nguồn gốc từ bò, hoặc là có những cái collagen mà sản xuất qua cái công nghệ sinh học đó, thì nó sẽ dùng để nó chích, nó đưa vô da cái lượng collagen mà thiếu. Nhưng mà hiện giờ do sự tiến bộ của y học thì càng ngày người ta tìm ra được những cái chất làm đầy tốt hơn. Thành ra những cái collagen mà nó có nguồn gốc từ bò hay là collagen mà từ công nghệ sinh học thì nó không còn sản xuất nữa.
Thì hiện giờ thì để tăng cái lượng collagen ở da đó thì mình có thể dùng những cái quy trình thẩm mỹ, như là mình dùng có thể dùng những cái sóng radio hoặc là những cái ánh sáng sung cường độ mạnh như IPL, hoặc là những cái sóng siêu âm hội tụ HIFU đó. Mình dùng những cái phương pháp đó để mình kích thích các nguyên bào sợi, nó tăng sinh collagen. Thì những cái biện pháp đó thì mình phải tới cái phòng khám và mình phải làm cái nhiều quy trình nhiều lần, chứ không phải là một lần thì nó đủ cái sản sinh cái lượng collagen như mình mong muốn. Thưa quý vị, sản phẩm của công ty Đông Anh được sản xuất từ những thành phần tự nhiên như mật ong, tinh chất nghệ, bột ngọc trai, và hơn hết đó chính là tinh chất collagen tươi. Với 6 dòng sản phẩm nổi bật, sữa rửa mặt nghệ và mật ong, Whitening Face Cream, Whitening Body Cream, Serum Collagen X3, Kích Trắng Collagen X3, Tắm Trắng Kiwi Thế Hệ X3. Collagen X3 tự tin là dòng sản phẩm chăm sóc da hiệu quả dành cho mọi loại da mà không gây kích ứng, mang lại cho bạn một màu da sáng đẹp, đều màu và căng mịn hơn bao giờ hết. Một lưu ý nhỏ dành cho các chị em khi sử dụng dòng sản phẩm Body Collagen X3 đó là hiện nay trên thị trường đang có rất nhiều các sản phẩm hàng giả, hàng nhái sản phẩm của công ty. Chính vì vậy mà công ty đã đưa ra chính sách đảm bảo an toàn cho sản phẩm. Ngoài việc sử dụng tem chống hàng giả thông thường thì trên nắp hộp còn có khắc dấu niêm yết của công ty, và đặc biệt hơn nữa đó chính là tem điện tử nhận dạng sản phẩm chỉ bằng một tin nhắn và có hướng dẫn check mã ngay bên trong hộp. Với chính sách này thì các chị em sẽ tránh mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Và chính vì vậy mà Collagen X3 đã khẳng định được vị thế ở trong lòng khách hàng. Collagen X3, đỉnh cao của sắc đẹp. Chị Huỳnh Như thân mến, Thúy Quyên thấy thì trên thị trường hiện nay thì có vô vàn cái sự lựa chọn về các cái loại mỹ phẩm. Thì em không biết là chị có cái bí quyết lựa chọn mỹ phẩm như thế nào, có thể chia sẻ với quý vị khán giả được biết không ạ? Như xin chia sẻ với quý vị khán giả được biết về cái cách lựa chọn những cái sản phẩm mỹ phẩm mà thích hợp với mình. Thì thường thì làn da của chúng ta sẽ chia làm 5 loại, đó là da khô nè, da thường, da dầu, da hỗn hợp và da nhạy cảm. Và thường thì chúng ta sẽ nhận biết làn da thông qua cái việc là chúng ta đến những cái trung tâm về chuyên khoa về da để họ có thể thăm khám và nhận biết làn da cho chúng ta. Và nếu như những bạn nào không có thời gian thì chúng ta vẫn có thể làm được việc này ở nhà, đó là chúng ta hãy rửa thật sạch da mặt của mình và dùng khăn lau khô da và để da thông thoáng tầm 20 cho đến 30 phút. Và đặc biệt là lưu ý là không dùng bất kỳ sản phẩm mỹ phẩm nào trong thời gian đó. Và sau 20 đến 30 phút thì các bạn sẽ dùng giấy thấm dầu để thấm lên da của mình, thì các bạn sẽ nhận biết được là làn da của mình đang thuộc tiếp da nào. Và cũng có rất là nhiều câu hỏi đặt ra, đó là về làm như thế nào để nhận biết được là sản phẩm mỹ phẩm có thể là thích hợp với cái làn da của mình để tránh cái tình trạng bị dị ứng. Thì theo kinh nghiệm của Như thì nhận biết những cái sản phẩm khi mà bôi lên da có bị dị ứng hay không thì chúng ta sẽ theo những cái cách là đơn giản nhất, đó là chúng ta thoa ở cái dưới vùng cổ này, thì đây là, hoặc là dưới cái cổ tay này, thì đây là những cái vùng mà mẫn cảm nhất của cơ thể mình. Thì nó sẽ khi mà bôi lên da, nếu như có những cái chất mà gây ra dị ứng cho da của mình thì nó sẽ phản ứng một cách nhanh nhất, và cái đó cũng là một cái phương pháp để giúp cho chúng ta nhận biết được là sản phẩm đó có dị ứng với cơ thể, với cơ địa làn da của chúng ta hay không. Và thêm một ý nữa, đó là khi mà chúng ta sử dụng những sản phẩm mà bị dị ứng thì cái cách mà để khắc phục tình trạng đó thì phải làm như thế nào. Thì Như cũng xin chia sẻ luôn, đó là nếu như chúng ta sử dụng sản phẩm bị dị ứng thì cái điều đầu tiên đó là các bạn hãy ngưng hoàn toàn tất cả những sản phẩm đang dùng, và để cho những cái dấu hiệu đó thật sự giảm thì các bạn hãy bắt đầu sử dụng lại. Và thêm cái nữa là hãy rửa mặt bằng nước muối sinh lý, hoặc là các bạn có thể pha nước muối sinh lý với lại một ít nước ấm với tỷ lệ là 9 gram muối và 1 lít nước. Và ngoài ra thì hãy uống thật là nhiều nước và ăn thật nhiều rau xanh để có thể đào thải những cái chất dị ứng ra khỏi da của chúng ta một cách tốt nhất.
Thưa bác sĩ, bên cạnh cái cách mà bổ sung collagen từ dược phẩm, mỹ phẩm, các cái hình thức thẩm mỹ vân vân, thì chúng ta còn có những cái hình thức bổ sung nào về cái chế độ dinh dưỡng hay không? Chúng ta có cần lưu ý những cái gì đặc biệt hay không ạ? Thì collagen nó là một cái protein, và cái thành phần collagen nó có rất là trong nhiều thực phẩm. Những cái thực phẩm nó có chứa thuộc nhóm prolin như là lòng trắng trứng nè, như là phô mai nè, các loại đậu nè, thịt nè, những cái loại trái cây mà thuộc họ berry á, như là quả mâm xôi, quả quyệt quất, anh đào. Đó là những cái sản phẩm trái cây mà có rất là nhiều cái collagen. Rồi những cái vitamin C nè, vitamin A, và đặc biệt là những cái sản phẩm nó thực phẩm mà nó có chứa đồng đó các bạn. Thì chẳng hạn như là những cái loại động vật mà nó có vỏ đó, như là nghêu sò ốc hến nè, tôm đó, thì là những cái thực phẩm mà nó có rất là nhiều collagen. Thì mình có thể bổ sung những cái thực phẩm đó để cung cấp lại cái nguồn collagen mà cơ thể mình bị thiếu hụt. Dạ, vậy thì ngoài cái dinh dưỡng đó thì về sinh hoạt hay là lối sống nó có ảnh hưởng đến cái quá trình hình thành collagen không ạ? Như tôi nói trong cái phần đầu đó, thì các bạn biết cũng có những cái yếu tố nó có thể nó góp phần, nó làm giảm cái lượng collagen của cơ thể đó. Nó do nó sản sinh ra cái men collagen làm hủy collagen đi đó. Thì những cái yếu tố đó chẳng hạn như tôi nói như là thuốc lá nè, ánh sáng mặt trời rồi đó. Thì nói chung là bây giờ xứ mình là xứ nóng nữa, thành ra cái chuyện mà bảo vệ khi đi ra nắng cũng rất là quan trọng. Bên cạnh đó thì thuốc lá nó cũng không có tốt cho cơ thể. Bên cạnh cái việc ảnh hưởng tới làn da thì nó còn gây những cái bệnh lý ở phổi cũng không tốt. Cho nên chúng ta cũng phải hạn chế cái việc hút thuốc lá. Dạ, nói chung là phải giữ một cái lối sống thật là lành mạnh, cộng với chế độ ăn uống hợp lý như bác sĩ vừa lưu ý, thì chúng ta có thể bổ sung được lượng collagen tốt nhất. Collagen X3 hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Và Thúy Quyên rất là cảm ơn những chia sẻ của chị Huỳnh Như và bác sĩ Bích Liên đã cùng đồng hành với chương trình Khỏe Đẹp cùng Chuyên Gia ngày hôm nay. Quý vị thân mến, Thúy Quyên hy vọng rằng qua cuộc trò chuyện ngày hôm nay, quý vị sẽ có thêm những kiến thức về collagen trong cơ thể để có thể trang bị cho mình những cái lưu ý về chăm sóc da, lựa chọn mỹ phẩm cũng như là các chế độ dinh dưỡng để duy trì được vẻ đẹp của làn da như tuổi đôi mươi. Chương trình Khỏe Đẹp cùng Chuyên Gia được thực hiện bởi Bitvision Media phối hợp cùng với truyền hình báo Tuổi Trẻ với sự đồng hành của công ty trách nhiệm hữu hạn mỹ phẩm Đông Anh. Mọi đóng góp cho chương trình, quý vị khán giả có thể gửi email về địa chỉ khoe đẹp cùng chuyên gia@gmail.com. Còn bây giờ thì Thúy Quyên xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.